Xin chào mọi người, mình là Mỹ Lệ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Đồ Gỗ Sơn Đông. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm có tên gọi là bộ bàn ghế chạm rồng bát tiên. Nghe cái tên thôi là đã thấy hay rồi ạ. Bây giờ không chỉ chúng ta lựa chọn một bộ sản phẩm cho mình chỉ với cái mục đích là để ngồi hoặc là tiếp khách thông thường, mà cái mục tiêu của chúng ta là thứ nhất là về phần chất lượng, thứ hai là về phần thẩm mỹ, thứ ba nó còn cả mang cái tính chất là phong thủy cho mình và cho gia đình. Bây giờ Lệ xin mời mọi người cùng Lệ xem chi tiết bộ sản phẩm, bộ bàn ghế chạm rồng bát tiên này nhé. Bộ sản phẩm ghế bao gồm 6 món, được làm từ gỗ hương đá tự nhiên cao cấp, bao gồm một bàn trung tâm, một đản dài, hai ghế đơn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Đầu tiên sẽ kể đến băng ghế dài. Các bạn sẽ thường thấy những đường chạm chỗ như thế này, được những người thợ lành nghề của Sơn Đông với những cái kinh nghiệm dày dặn thì mới có thể chạm khoét như thế này rất là đẹp và tỉ mỉ, phải không các bạn? Các bạn nhìn thể hiện, nhìn thấy rồng là mình thấy là sức mạnh rồi ha. Rất là rồng còn tượng trưng cho bậc quân tử và đế vương. Nhìn sâu vô trong, các bạn nhìn những cái đường vân gỗ, những đường vân gỗ tự nhiên, chất liệu đúng gỗ đúng chủng loại 100%, không pha tạp, lọc giác tuyển vân, được Sơn Đông tuyển chọn chất liệu gỗ tốt nhất. Phòng phong thủy, rồng được xem là một biểu tượng may mắn mạnh nhất trong phong thủy, tượng trưng cho bậc quân tử đế vương nên các vua thường hay mặc long bào theo rồng. Đặt bộ bàn ghế chạm rồng này trong nhà còn giúp mọi người tránh được khí xấu và kẻ tiểu nhân. Mình quay tổng quan băng ghế dài để các bạn nhìn rõ hơn. Tiếp theo các bạn nhìn hai cột trụ tay 12 cm, tạo sự rắn chắc nhưng vẫn có những cái đường cong uốn lượn như thế này để mình thấy dễ chịu, mềm mại hơn mọi người ha. Bên trong đó là những mộng ong chốt được Sơn Đông làm rất kỹ để kết nối vững vàng, đảm bảo. Hai phần tay, đến phần tay thon gọn, chạm thêm rồng tựa như ghế vua. Kế đến là phần lưng tựa, các bạn hãy xem phần lưng tựa, được chạm bát tiên. Theo truyền thuyết kể rằng những vị tiên này họ đều nếm thử qua rượu và đầu tiên nên bất tử, và được coi là biểu tượng của những của trường sinh và những điềm lành. Xem về phần đường nét là mọi người đã đủ thấy là phải là những là người thợ lặn nghề có kinh nghiệm của Sơn Đông mới chạm được tỉ mỉ và tạo nên thần thái của 7 vị tiên và một bà tiên. Về mặt ngồi, mặt ngồi liền tắm giúp mọi người ngồi thoải mái, chắc chắn. Tin rằng mọi người cũng như mình nhìn là ấn tượng ngay. Không những băng ghế dài được Sơn Đông làm tỉ mỉ đến thế mà ngay cả bàn trung tâm cũng vậy. Tuy đơn giản nhưng vẫn chạm khắc uốn cong, tạo sự mềm mại và khí chất, phải không các bạn ạ? Những hoa văn ở bên dưới cũng được chạm chỗ rất tỉ mỉ. Tiếp theo, mình sẽ cho mọi người xem chiếc ghế đơn hoành tráng luôn. Hai chiếc ghế đơn. Phần đỉnh của ghế tay vẫn được chạm rồng cuốn hút. Tay 12 chắc chắn vẫn uốn cong, giúp cho cái phong cách của mình trở lên hài hòa và dễ chịu. Các bạn nhìn thấy, mọi người thường hay nói
Cổ điển thì hay cứng và làm cho mình hơi khô khan. Nhưng các bạn nhìn vô cái ghế đơn này thì lại thấy được sự mềm mại, thoải mái cho ngôi nhà của mình. Kế tiếp là một đôn kẹp. Đôn kẹp này có tác dụng là để mình trang trí thêm hoa hoặc những tượng, hoặc có thể các bạn để thêm ly trà. Những bộ sản phẩm này đều có ngăn kéo để các bạn để thêm vật dụng. Quá tiện lợi các bạn ha. Phần cuối cùng đó chính là một đôn ngồi dễ chịu, thoải mái. Mình rất thích cái đôn này. Các bạn nhìn tổng thể về cái bộ sản phẩm này một lần nữa nhé. Mình tin chắc rằng chỉ cần nhìn vô là các bạn sẽ ấn tượng ngay, thích ngay. Cuối cùng mình giá của bộ sản phẩm bàn ghế chạm rồng bát tiên này với giá là 53 triệu 900. Mọi người hãy mạnh dạn đầu tư cho ngôi nhà của mình thêm đặc sắc. Mình tin chắc chắn rằng các bạn sẽ không phải hối tiếc. Đó. À quên, còn một điều nữa. Bản thân của mình khi đi mua bất cứ một món hàng nào mà rất băn khoăn về việc bảo hành sau này. Tuy nhiên, khi các bạn đến tới đồ gỗ Sơn Đông, các bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vì chính sách bảo hành 5 năm bảo trì vĩnh viễn. Hiện tại Sơn Đông có đến 8 chi nhánh cả miền Nam và miền Bắc. Chỉ cần bạn gọi, bằng mọi cách Sơn Đông sẽ đến với bạn sớm nhất. Mọi người đừng ngại, hãy nhấc máy lên gọi cho Mỹ Lệ. Lệ sẽ tư vấn cho các bạn. Theo số điện thoại 0964 3975 36 hoặc xem trên website noithatsondong.com. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, thành công. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, subscribe hoặc là chia sẻ cho kênh YouTube của mình nha, để cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp như thế này. Hẹn các bạn vào video ngày mai. Xin chào các bạn.